Khi con niệm tam quy ngũ giới một mình có thể xem là quy không thể xem là quy y đúng không? Cũng không hẳn. Tuy nhiên ấy, là nó gọi là chưa có được gọi là danh chính ngôn thuận. Có những trường hợp mà được trong kinh mô tả đó, có những người tự ngưỡng mộ Đức Phật, ngưỡng mộ giáo pháp, ngưỡng mộ tăng đoàn và tự xem mình là đệ tử của Ngài. Đấy, thì cũng được tính là quy y, nhưng mà họ vẫn phải làm một việc, đó là gì? Đi đến gặp Đức Phật hoặc là đi đến gặp tăng đoàn để xin quy y, thì khi đó mới được gọi là danh chánh ngôn thuận. Còn khi mà chưa đó thì nó chỉ là cái việc mình hướng tâm tới thôi, chứ còn chưa được danh chánh ngôn thuận. Các sư nói là sự căn cứ vào trong kinh, đó là những vị mà như quý vị nói đó, ngưỡng mộ Tam Bảo và phát tâm quy y, và những vị đó vẫn phải làm một chuyện, đó là đi đến để gặp Đức Phật hoặc là tăng đoàn để xin quy y, chứ không có phải là chỉ nói như vậy là đủ ha.